nhiên thấy hai em đứng kế bên, anh muốn chơi cà kheo ghê vậy đó. Cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 81. Còn Hải Triệu? 5. 1m85. Anh hiểu anh Nghĩa. Nói về diễn hài đi, lâu lâu em cũng có hóa thân thành vai nữ. Mà bình thường là mình cũng tự tin là mình hóa thân là mình cũng sang chảnh lắm, mình đúng thần rồi, thái diva lắm. Mà em cũng được ít ra được 1m71. Khi mình mang được guốc cao tất hai tất mấy lên là mình đứng mình cũng giọng dạc như hoa hậu rồi ha. Mỗi lần diễn chung nhạc nhưng mình thấy mình như xì chung vậy đó. Trời đúng không? Trời đất ơi, anh hiểu không? Mà lúc nào đóng vai mẹ tụi nó hết trơn á. Ủa mà anh nhớ là hai đứa chơi thân với Trấn Thành lắm mà sao nói xấu anh đó quá vậy? Đâu, nói đúng chứ đâu có xấu anh. Nó vậy đúng đâu rồi. Đâu, dạ. Đầu tiên nói chơi thân là tại vì anh Thành anh có nhu cầu chơi với tụi em. Trời đất ơi. Em có thì em có nói. Em có nói. Yên tâm Kiều. Anh hiểu được tấm lòng của em. Dạ. Anh mới block Facebook nó rồi. Dạ. Em xuống dữ vậy đó hả Thành? Bây giờ em phải có nhu cầu đi kết bạn vậy đó Thành. Em chợt nghĩ ra một điều là ở cái vòng chọn nghệ sĩ thì hai đứa về đội Trấn Thành đi, còn hai ca sĩ về đội anh luôn. Mà cái vòng bây giờ nó về em không nhận nó vui nè. Thôi mình là anh mà mình phải bao dung Thành ơi. Không anh, không. Không nữa. Em nếu là em cũng tức giùm cho Thành. Đi làm về khuya vẫn gọi hai em ra ăn ốc. Đi làm về trễ vẫn gọi hai em ra ăn lẩu. Hai đứa nó giống như là thuốc phiện đối với Trấn Thành. Thì bây giờ là tối nào phải gặp, mà anh đi một đêm gặp mà tốn 3-4 triệu thì một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Trời ơi, đâu mà dữ vậy trời. Đâu vậy sao? Cái gì? 100 triệu để nuôi hai đứa trong vòng một tháng đó hả? Đâu phải là một mình. Để rồi bây giờ lên chương trình nó chối bỏ Trấn Thành như một người xa lạ. Cho nó, bây giờ đi, ok, I'm fine. Thì đúng rồi anh Nghĩa, bây giờ. Sao em? Bây giờ anh Thành cho ăn, anh Thành nuôi. Thì kể như anh Thành đứng sinh thành, anh Thành chuyên môn đóng vai mẹ rồi được chưa? À đúng rồi, ý Hải Triều là như vậy à. Tức là em giờ giống như hàng ba, hàng mẹ của Hải Triều với Bibi vậy đó. Còn bây giờ thì nè, hai em ơi, bây giờ phải nhận hai đứa nhỏ này về thôi. Dù nó có lầm lỡ gì thì mình lôi nó về, mình răng đe, mình dạy dỗ, mình nọc nó ra, mình đánh cũng được nữa. Bibi Trần, dạ. Hồi nãy em đã lỡ quay ngược kèo phản pháo Trấn Thành rồi thì em không sống được ở bên ghế đó đâu. Anh nói thiệt, em về em sẽ bị dìm dập, sau này đi ăn ốc em chỉ đổ vỏ thôi. À, mà thật ra anh thấy hai em cũng là nạn nhân của Trấn Thành nhiều lắm chứ. Bây giờ anh thấy Thành chuyên môn chụp tụi em những cái khoảnh khắc mà khó đỡ đó. Thật ra là tụi em là một cái gì? Đúng. Thú từ thiện á. Đúng. Mua vui á. Mua vui. Mua vui á. Anh ơi, anh đang nói chuyện với một gọi là gì, cộng tác viên rất là ưu tú luôn á anh. À. Chuyên môn nó chụp hình em nó gửi cho Trấn Thành. Chứ Trấn Thành ở đâu mà biết hình của mình em. Một đời để anh được hết tất cả mong ngon trên cuộc đời. Nà ca nà cơm nà cua rất ngon và anh luôn cả giàu. Vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn. Chắc là không phải là review đồ ăn đâu. Tại review đồ ăn là dáng phải như anh Thành mới đúng là review đồ ăn. Giang bỏ vậy em Giang. Ta là tao tán rớt hai cái niềng xe đạp đeo lên. Thành ơi Thành, thiệt cái Thành, em đừng có đi nghiêng. Em đi nghiêng vậy nè. Anh nhìn cái dòng ba của em nó rõ đó Thành. Nghe vậy anh. Nghe nè cho nó. Ừ, em đi kiểu này đi. Dạ, đi. Thành hiểu không? Cái em đi giống như mình Thành vậy? Thành. Em đi ơi, tránh ra. Giống như mình đi mình diễn rối dẹp á Thành, diễn rối dẹp á mình đi ngang vậy thôi. Đừng có đi như vậy. Bởi vì nhìn cái dòng ba em nó dung ra vậy nè. Isaac nói gì? Nói gì đi. Nói gì đi em. Thế đúng quá nói gì nữa. Trời ơi. Uổng công cho một đời Trấn Thành khen Isaac. Anh vừa định mở miệng kia em bên á. Không anh ơi, rõ ràng là nguyên một vàng cho thể có mình anh là mập nhất á. Giang, để cho mọi người xíu dục tôi vậy sao? Thực ra kính thưa quý vị khán giả thân mến, nói về đồ ăn em cũng biết chút đỉnh. Thành ăn không phải vì Thành muốn mập hoặc là ham ăn, nhưng mà ăn là Thành có cái thời gian đó, thời gian giảm stress của Thành bởi vì làm việc quá nhiều. Nhưng mà em nghĩ điều đó là không nên. Chúc mi xe về. Không ai sống trong một cái môi trường vậy. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị giám khảo sẽ đồng hành cùng chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 3. Đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hà Trâm. Rất thay đổi thưa quý vị. Không biết quý vị có nhìn thấy anh Thành của chúng ta thay đổi ở chỗ nào không ạ? Ảnh đẹp hơn, bụng nhỏ hơn. Cái này là hố dữ lắm đó. Skinny ốm hơn rất nhiều. Thưa quý vị, sau một thời gian đuông dừa nhoi nhóc thì lượng mỡ của tôi đã tiêu hao đáng kể. Và ngày hôm nay tôi phải xuất hiện ở Hát Mãi Ước Mơ với một bộ dạng
gọn gàng nhất. Để làm gì? Để tôi có thể bình tĩnh nhất, hướng mắt về sân khấu thưởng thức âm nhạc, mà còn tặng thêm cho những người chơi những món quà tinh thần nữa. Mập nó bị lên mỡ, lên tăng xong máu sẽ dồn lên đầu, sẽ không thể nào tập trung được. Thành thử ra ốm mới sảng khoái, relax mới có thể nghe nhạc được. Thưa quý vị, là vì chương trình Hát Mãi Ước Mơ mà Trấn Thành phải ốm. Phải dạ. Ốm. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai giám khảo xuyên suốt của chương trình vô cùng quen thuộc, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hà Trâm. Trời ơi, hôm nay điều gì đã xảy ra với anh em chúng ta vậy? Hồn quê nó tràn về. Chúng tôi cảm thấy hơn ai hết, và hơn lúc nào hết, ngay bây giờ chúng tôi đang quặn người với hồn quê, với những bộ trang phục gọi là quốc phục đẹp nhất. Thưa quý vị, đó là tà áo dài của Việt Nam. Bye bye trong gió. Trời ơi, bữa nay hai con em tôi nó đẹp quá. Đẹp đề không? Nghị ban tổ chức cho một nét nhạc guitaro đi biểu diễn thời trang áo dài. Xin mời. Chào quý vị và các bạn thân mến, hôm phân trình diễn thời trang áo dài Võ Hà Trâm và Sam. Và các bạn đang chiêm ngưỡng hai bộ trang phục lộng lẫy. Vâng, hãy đi một vòng và dừng lại. Cảm ơn hai em. Stop. 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 Tắt nhạc. Tắt nhạc mới hiểu. Bấm nhạc không có biết tiếng Anh. Thưa quý vị, những gì tôi muốn nói ngay bây giờ đó là cảm ơn hai cô lao công đã lau sạch cái phim trường. Dạ, từ nãy giờ hai cô đi vòng tròn lau sạch phim trường, xin cảm ơn hai cô lao công. Trời ơi, cái giò có chút xíu bận cái đầm cho dài vô rồi đi phết lên phết xuống. Áo dài của Sam dài hơn em luôn á. Không, mà bữa nay quý vị thấy hai anh em của em đẹp không? Đẹp. Quá đẹp luôn. Thank you.
năm cuối cùng à. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh.